Xin chào các bạn, mình tên là Trần Thị Thanh Phương và mình sẽ là người cùng đi với các bạn trong chương trình Hàn Quốc Cơ Trung Cấp Ổ Huy Sam Bét Ké Sam Bét là 300 từ vận trung cấp mà chúng ta cần ở trong cái việc học tiếng Hàn của chúng ta. Và trước khi mà chúng ta vào bài thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết rằng cách học của chúng ta như thế nào. Và đầu tiên thì 무슨 뜻인가 có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đọc cái trong sách của chúng ta, trong tài liệu của chúng ta, cái từ đó là 계산하다, 욕실, thì chúng ta sẽ học từ đó thì như thế nào? Thì mình sẽ để hình cho các bạn và sau đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là đưa ra cái nghĩa tiếng Việt. Và 계산하다 chính là thanh toán, và với cái hình là bấm bấm như thế. Và tiếp theo là cái hình sẽ là cái nhà tắm, và tiếp theo là nghĩa tiếng Việt là phòng tắm, đồng thời cũng sẽ có câu cái chữ tiếng Hàn kế bên. Và tiếp theo đó thì 어떤 단어일까요 là từ thế nào, là từ như thế nào. Chúng ta mình sẽ để cái hình trước, thường thì mình sẽ để hình trước trước khi mà ra từ. Và những cái từ nào mà ngay lập tức các bạn có thể hiểu ngay thì rất là dễ học và dễ nhớ. Ví dụ như hình này thì chúng ta sẽ nghĩ nó chính là bị chảy máu mũi, và từ này có nghĩa là tiền. Đầu tiên là chúng ta sẽ nghĩ đến tiền, và câu trả lời copy máu mũi, và sau đó nhìn cái hình này thì sẽ là hong kim tiền mặt, tại vì ở Hàn Quốc thì họ xài thẻ rất nhiều, nếu như mà họ không để hình thẻ thì sẽ là tiền và tiền mặt ha các bạn ha. Và tiếp theo đó 선생님과 공부한다면 nếu mà các bạn học chung với mình thì như thế nào? Thứ nhất 사진을 보고 chúng ta nhìn hình, chúng ta nhìn hình và 단어 완전 정복 가능. 정복하다 có nghĩa là chúng ta chinh phục nó, 완전 có nghĩa là hoàn toàn, và chúng ta có năng lực để chúng ta chinh phục hoàn toàn cái từ vựng đó, tùy thuộc vào, không chỉ là tùy thuộc vào cách dạy của mình mà còn tùy thuộc vào cách các bạn có học thuộc bài hay không nữa. Cho nên là đừng dựa vào mình nhiều quá nha. Khi mà mình thường hay nói với sinh viên của mình là 30% là cô và 70% là các em. Các em phải học từ, phải thuộc từ thì chúng ta mới có thể đi tiếp được. Và mình chỉ là người đi trước để giảng cho các bạn, để có thể nói cho các bạn biết là từ đó sẽ như thế nào mà thôi. Cho nên là các bạn phải học thuộc từ nha các bạn. Và chủ đề của chúng ta 300개 단어를 주제별로 학습, chúng ta sẽ học 300 từ đó theo từng chủ đề. Và cái chủ đề mà mình đưa ra ở đây á, nó sẽ khác một chút so với cái chủ đề ở trong cái bài giảng, cái quyển sách của chúng ta. Bởi vì quyển sách của chúng ta chủ đề đầu tiên á, thì nó sẽ là cái tính cách của chúng ta. Nhưng mà như vậy thì nó rất là khó, và các bạn sẽ đi từ dễ đến khó, và theo mình thì là như thế. Và cái từ mà các bạn thường hay gặp nhất ở sơ cấp đó chính là về nghề nghiệp. Và chúng ta sẽ học những cái mà chúng ta đã học, và sau đó thì chúng ta sẽ học những cái mới. Ở trong loạt bài đầu tiên thì nó sẽ đơn giản hơn, cho nên đầu tiên sẽ là nghề nghiệp. Và sau đó thì nghề nghiệp gần gần với nghề nghiệp đó chính là cái tư cách, tư cách của chúng ta. Ví dụ như là hắc sen, tây hắc sen hay là hắc pumonim. Và tiếp theo là thức ăn. Tại vì khi mà các bạn đi đến Hàn Quốc, các bạn sống thì điều đầu tiên mà mình muốn biết đó chính là thức ăn, đúng không? Và thức ăn, sau đó thì để mua thức ăn thì chúng ta phải đi siêu thị, đi mua sắm. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tìm nhà. Và mình xếp cái điều này nó theo cái là nhà, cái thời tiết và các ăn, các ở của chúng ta. Và nhà, xong rồi sau đó thì muốn chuyển nhà thì như thế nào? Mua nhà, kiếm nhà rồi nhưng mà muốn chuyển nhà. Và sau đó thì thời tiết, khi mà chúng ta muốn làm việc gì đó thì chúng ta cũng cần biết thời tiết. Cho nên là thời tiết và sức khỏe. Sau đó thì chúng ta sẽ học về tâm lý, những cái từ về trạng thái tâm lý của chúng ta. Và tiếp theo đó sẽ là cái sinh hoạt ở trong trường học của chúng ta. Và tiếp theo đó là tính cách, và tiếp tục bên tính cách nó sẽ là uệ mô, và xin chè có nghĩa là ngoại hình của chúng ta. Và tiếp theo đó là sẽ là đi du lịch, và cuối cùng là công ty và kinh tế. Đây chính là 22 cái chủ đề mà mình sẽ đi cùng với các bạn trong suốt đoạn đường 22 bài. Và khi mà chúng ta học thì chúng ta cần phải làm gì nữa? Thì đặc trưng của bài giảng, thức trưng là đặc trưng của bài giảng là Việt Nam ngữ, ở huy quá, muôn trang được sử, trong hoặc hoa kê, trần đạt là truyền đạt. Mình sẽ cố gắng truyền đạt một cách chính xác những cái nghĩa và những cái nghĩa của câu. Và trước khi mà chúng ta biết nghĩa của câu thì chúng ta phải học từ vựng trước, đúng không? Và mình sẽ truyền đạt một cách chính xác nhất.
cái nghĩa của tiếng Việt của cái nghĩa đó, và mình sẽ giải thích bằng những cái câu ví dụ ở trong bài, trong cái loạt bài của chúng ta nó có những câu ví dụ trong sách, thì mình sẽ cùng với các bạn giải thích nó. Và mình mỗi một người sẽ có những cái cách hành văn khác nhau, cho nên là các bạn có thể biết được nghĩa chính xác và biết được những cái ngữ pháp rồi, các bạn có thể tự động chuyển cái câu đó thành văn của mình cũng được, không có vấn đề gì cả. Và thứ hai là chúng Johan topic muốn bóp tiếp tu ham ghé công vụ, thì mặc dù là chúng ta học về từ vận, nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn vừa ở trung sơ cấp mới lên, cho nên là có những cái từ vận, có những cái ngữ pháp mà các bạn sẽ cảm thấy rất là mới mẻ, và mình chỉ có thể giảng cho các bạn một chút xíu mà thôi, cho các bạn biết một chút xíu về nghĩa của cái ngữ pháp đó, và các bạn có thể học cùng với cái này để khi mà chúng ta học từ và học câu chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Tiếp theo đó là QJ về môn tức cứ ý hệ hào của thời gian hành ở Mỹ Hắc Sức. Như mình đã nói ở phía trên là mình sẽ lấy từ ở trong quyển sách cộng với những cái câu mẫu ở trong quyển sách để chúng ta có thể cùng nhau học cái loạt bài này. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể hiểu ý của từ và cũng như là của cái dề môn là cái câu ví dụ ở trong tài liệu. Và bên cạnh đó thì ở trong tài liệu thì nó cũng chỉ viết là những cái đuôi câu tà mà thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng đổi sang là vô hoặc là sumnita để cho các bạn có thể hiểu cách đổi câu, đổi đuôi câu như thế nào. Và tiếp theo đó cuối cùng là Haksiman cùng vua hoa nên một phụ tâm chỉ dạng phụ tâm sự độc chỉ dạng nên hắc sức si cạnh. Mặc dù là mình cố gắng không quá 30 phút để có thể dạy cho các bạn, để có thể giải thích cho các bạn những cái bài ở trong cái loạt bài này, và tại vì chúng ta sẽ cố gắng là học những cái từ trọng, những cái điều trọng tâm mà thôi, cho nên là các bạn đừng thấy thời gian 30 phút dài quá và các bạn không tập trung nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ tập trung chỉ nhiều nhất là 30 phút và chúng ta có thể học được cái loạt bài 22 loạt bài này để chúng ta có thể tích lũy từ vựng cho chúng ta khi mà chúng ta đi thi năng lực tiếng Hàn trung cấp. Bởi vì ngữ pháp quan trọng nhưng mà từ vựng, nếu mà chúng ta biết từ vựng thì chúng ta cũng có thể đoán được nghĩa của câu, cho nên từ vựng nó cũng quan trọng, các bạn phải học thuộc từ vựng nhé. Và đây chính là chúng ta phải học như thế nào. Đầu tiên là học từ vựng tiếng Hàn với hình ảnh, như mình đã đưa ra là hình ảnh, và các bạn sẽ học từ vựng với tiếng Hàn cái hình ảnh đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ học nghĩa câu ví dụ ở trong tài liệu. Tại vì nếu như mà mình đưa ra những cái ví dụ ở trong cái những cái loạt bài khác, lấy những cái ví dụ ở những cái ví dụ khác, thì các bạn sẽ cảm thấy là như vậy thì nó sẽ các bạn phải ghi chép khá nhiều. Nhưng mà các bạn mua tài liệu rồi và các bạn chỉ cần lấy tài liệu đó ra và chúng ta dỡ ra và chúng ta sẽ xem từ và chúng ta sẽ học luôn cả nghĩa câu, và mỗi một từ ở trong cái tài liệu nó có hai câu thì mình sẽ giải thích và giúp các bạn giải thích hai câu đó. Và cuối cùng là hiểu trọn vẹn từ vựng và từ vựng trung cấp tiếng Hàn. Mỗi một giáo viên đều có cách dạy khác nhau, cách truyền đạt khác nhau, và mình sẽ cố gắng để có thể giúp đỡ cho các bạn có thể hiểu được trọng tâm của cái từ vựng đó và khi nào chúng ta sử dụng từ vựng đó. Và đây chính là cái bài OT mà để cho các bạn có thể hiểu được cái loạt bài giảng của mình là như thế nào. Và bây giờ thì như thế nào? Công phu chắc khéo, chúng ta sẽ bắt đầu học tiếng Hàn.